Đạo Thiên Tâm sau này sẽ là một đại đạo trong tương lai. Thì đó là có những hiện tượng nước Việt có nhiều sấm cơ, nước Việt có nhiều mỏ vàng, mỏ ngọc. Nước Việt hôm nay có thiên tử tái sanh vào nước Việt. Rồi nước Việt có một người dị hợm lạ thường, làm những chuyện bất thường, nói những chuyện bể lâu nhỉ, khó nghe phải không? Đấy, người hiểu thì người ta giật mình lo tu, còn người không hiểu thì gãi đầu cười chơi. Nói âm tự đường đi chưa tới, nên nửa đường kẻ dãy người, kẻ rẽ người khinh, thì sư phụ là vậy. Thì lo âm tự chưa tới mà sắp tới rồi. Lo âm tự đi chưa tới, thì cho nên có giữa đường có kẻ rẽ người khinh vậy đó. Mà đến tới rồi muộn rồi. Bởi vì sư phụ thường á, con trâu trâu khôn á thì uống nước trong, trâu ngu thì uống nước đục vậy đó. Việt Nam đa số bây giờ nó bị nhồi sọ 50 năm, con nghĩ nó uống nước trong mà nước đục nhiều. Người nào mà xúc phạm, có nghĩa là đi ngược lại với thiên cơ, đi ngược lại với ý của trời á, ở trên cho 3 lần cơ hội thôi. Là thứ tư là bị mất cái phước của đời này. Cũng giống như thi rớt 3 lần rồi con đâu được thi nữa. Ngồi này cũng lạnh quá. Mình cũng ngộ trong một ngày, thấy không? Hòa Thượng Thích Thắng Quang tịch thì sư phụ mới đem cái clip năm 2017. Ngài có rất là thần thông. Thần thông có nghĩa là tiếp xúc được với Phật A Di Đà đó. Và Ngài cũng là trưởng lão của những tăng đoàn ở Mỹ, cũng là chức sắc cao. Thì lúc đó buổi sáng sư phụ nhớ, ông gọi xuống Hòa Thượng nói siêu, gọi sư phụ nói sẽ làm cái buổi lễ quán rảnh này. Chứ bộ ai nói với Hòa Thượng là mình làm đi. Tức là ông ngồi thiền, ông nói chuyện với Phật, Phật kia ông làm vậy đó. Để mà mở cái wifi, cái password cho sư phụ. Ông giống như IT, đúng rồi, được IT. Người set cái internet cho sư phụ để mà liên lạc về trời. Rồi đại khái như có ngày hôm nay sư phụ chị được bệnh, rồi này nọ, hiểu không? Còn 7 dòng hồ quan của sư phụ là tự nhiên nó có rồi. Thì ổng là IT mà set up password. Thì cái buổi lễ quán rảnh đó là chỉ có vua và chỉ có những người con trời mới làm cái lễ đó, người phàm không có làm được. Mà lâu nay thụ đâu có nói với ai mà cũng đâu có đưa cái hình ảnh đó ra. Tại đưa ra ổng về mặt đời á là ổng là ngài, tôi quên, xin lỗi ngài chứ không phải ổng, tại nó chuyện quên. Tại bữa kia thì mấy ông HO thì thụ dùng ổng, ổng với mấy mắt ô cờ vàng bay thọc đỏ, ca bản Việt Nam tôi đau, rồi đại khái là hơi chính trị bữa đó. Cũng cùng ngày đó cái thời Thượng Thắng Quang nó cũng nhảy qua đạo, tại phân nửa này là đời, phân nửa này là đạo, đúng không? Nhưng mà nó lộn xộn cùng một thời điểm, cho nên ổng ổng ngày ngày rồi. Giờ mình bây giờ bớt bớt chính trị lại đi, bớt đời và ngày. Cái ngày mới kêu làm buổi lễ đó thì Thu cũng làm. Rồi những cái design mà cái kim bài đó là ngày kim sư phụ là design đúng như vậy. Đấy mà gọi là thông thiên. Thông thiên mạnh hơn, không? Giống như wifi xưa nhà này chỉ đứng ở đó nó có wifi mình mới được. Còn bây giờ mình đứng tuốt ngoài sân này nó cũng có wifi luôn á. À thì giờ cái lực mạnh lên vậy đó, hiểu không? Thì cái buổi lễ đó rất là quan trọng. Nhưng mà ngộ là bên Đại Thừa họ không bao giờ chấp nhận cái Thượng Đế nha. Vậy mà ổng á, ngài á, ngài Hòa Thượng Thắng Quang, Hòa Thượng Thắng Quang á, là lại cha lại mẹ con coi cái video đi. Có không?
Cho nên cái video này ra không biết mấy thầy ở bên Việt Nam không biết nghĩ gì nghe. Không biết nói hòa thượng làm sai hay hòa thượng làm đúng, hay nói ổng tà nữa, ổng tịch rồi, ổng đi về trời với Phật A Di Đà rồi. Tại vì mấy ông thầy này, mấy ông thầy nhỏ học không có tới, mà cũng không có chịu giữ cột mà nghe. Còn người ta đó là hòa thượng, người ta đã đắc chứng rồi, ổng đã đắc chứng, ngài đã đắc chứng rồi, thì ngài mới biết được chuyện trời đất, mới biết được vô hộ là ai, ổng mới làm cái đó. Chứ ai mà dí súc như đầu ổng được, trời, mấy ông này ngậu lắm rồi. Cả đời ổng không có cái chùa, ổng đi lang thang vậy đó. Chỉ có mấy ông thầy quốc danh đó, tu không có tới, thấy tiền với gái thì mới chùa bự tượng to. Ngày đâu có gì đâu. Thì đó hòa thượng Thích Thắng Quang thì cũng gọi là ân sứ. Đúng cần, không phải một mình sư phụ làm được. Những gì rất là lỗi lạc. Nhưng mà lỗi lạc đó, một cái giai đoạn nào, người đến một cái giai đoạn đó, những gì đó cũng bị đời á lôi kéo, cũng làm sai, cũng khó nữa đó nghe. Hôm nay sáng kể chuyện ông sư huynh bị phù mắt á, cầm cái quạt để đến lúc mà mấy vị trừng trị nghe hết đời luôn. Cho nên mấy vị mấy hòa thượng bên đại thừa đó, họ biết, họ đều biết. Cả hòa thượng Tịnh Thông ông gì tịch á cũng nói Thượng Đế là sanh ra tất cả nhân loại, là một cái đại thần hồn, đại chân linh, chúng ta là tiểu. Thì ngày qua Ấn Độ thì ngày quá chiếc thân ở Phật Thích Ca, ngày qua bên bên Trùm Khang, bên Ả Rập Saudi Cập nữa, thì ngày quá kiểu gì kiểu Mohammed, rồi ngày Công giáo thì ngày Đức Chúa Trời, nhưng mà cùng là cha mình, thì ngài cũng là thừa nhận cha là lớn nhất mà, là hòa thượng Tịnh Thông. Ông có cái clip còn nói đứa nào mới bỏ lên thì bây giờ cũng mới nhi thuận nói có 36 ông trời, cha là lớn nhất. Thôi nói ông trời nào phải nói cho rõ nghe. Ông Biden cũng là tổng thống, ông Trump cũng đã là từng tổng thống, thì ông nào danh từ thôi. Cái thế gian mình cái danh từ rất là thiếu thốn, cho nên không có thể nào mà nghĩ cái số lượng đông của đại thừa, nghĩ mấy thầy hiểu tới đó là phán cái đó là đúng. Cả Phật Thích Ca ngày xưa bốn mấy năm truyền đạo cũng nói chỉ là một nhóm lá, chứ Phật Thích Ca cũng không có nói hết cái rừng lá nữa. Ở trên cái niêu này có cái cờ, phải có cái dấu ấn. Cái ngọc ấn nó thuộc có ba cục. Trên cái ngọc ấn đó, nó có chín rồng. Thì hiện bây giờ cái là cái ấn này nó phát quang ra nguyên cái bầu trời này nè. Mấy vị tiên trời, mấy vị Bồ Tát sẽ xuống về đây ăn Tết chung với mình, thì mấy vị đến đó để đảnh lễ cái ấn đó trước. Ấn đó. Còn ở trên cao nữa đó thì có cái cờ hiệu của Thiên Tâm. Cờ hiệu thì nó lưu truyền nhiều nghìn năm, nhưng mà giáo chủ đời thứ hai thì cái ấn ngay đó, ngay giữa. Và cái niêu này cũng quan trọng lắm. Mấy vị về, mấy vị không có vô chỗ gói bánh tét hay là đến chỗ đó hay lên sân khấu, mấy vị về ăn Tết là tới ngay cây này đảnh lễ trước. Rồi lúc đó mấy vị cũng đi vòng vòng chơi chung với mình. Người trên trời cũng như người chúng ta, chúng ta là người trái đất. Ngày mai chúng ta chết, chúng ta là người trên trời. Giống như má hành trình mấy năm trước là người trái đất, ba của ông Trang cũng là người trái đất, hôm nay là người trên trời. Thì mấy đệ tử này nếu có phước thì bữa nay ngồi nghỉ bàn này, ngày mai là người bay bay trên trời rồi, đúng không? Dạ. Yeah. Chỉ có hằng cái không có đủ phước, người bò chạy hay nhảy ở trong rừng Africa thì có cái phước mình không tới.
Còn nếu mà thiếu phước nữa thì làm roommate với bác Hộ ở tầng 36 làm bạn. Chúng ta là người ở cõi Quan Âm Thiên xuống, thì chúng ta từ ở nơi nào khởi xướng thì chúng ta về nơi đó, chứ không có đi lạc được. Có nhiều người hỏi mấy ông đảng mà bự bự á, nhưng bữa hôm giờ nhiều người bên đó mất lắm á, nào là bác Võ Kiệt, bác có gì ta, Trần Đại Quang rồi ai nữa, nhiều người mất lắm, người đi đâu bây giờ, hiện giờ mấy người đó đâu, bây giờ xuống địa ngục thế đâu, chưa có ai mà được về trời hết. Tại vì đã là đảng, đảng là có chữ D là địa rồi, địa ngục. Và đồng thời cho thường nói cái này là thiệt luôn á, mà không phải chính trị hay là xỉa sói nghe, hay là nói không đúng sự thật. Cái lăng của ông Hồ Quang ở Long Ba Đình á là xui cực kỳ, nó chấn ém ở đó, cũng giống y như là con đi một cái đám ma của một người nào trong nghĩa địa về đi, mình bị nhức đầu say sẩm là âm khí của mình. Mà người thường nào mà đi dạo một vòng trong thăm bác rồi là nguyên cuộc đời không bị đốt củi đốt lò cũng bị sức càng gãy gọng, gia đình tan nát. Còn những cái lãnh đạo mà thế giới mà đi thăm lăng bác một lần về thế nào cũng bay chích hay là cũng có chuyện. Tại vì xui tức là xui. Ê, con có xịt dầu thơm kiểu nào nữa mà con đi ngang cái nhà xí cái là cũng cái mùi dầu thơm mất tiêu. Bị ém rồi. Tôi thấy trời nó đen thui vậy á, có thể đâu mà đi thăm viếng. Tại vì cái thế giới vô hình người đời không bao giờ hiểu nổi. Còn người khôn á, từ xưa tới nay đa số mình nghiệm lại đi. Ông vua chỉ cần một người thôi, Gia Cát Lượng, ông cũng tâm linh, Lù Bá Ôn cũng tâm linh, phải không? Rồi Khương Tử Nha, tức là một người của mà hiểu về xuất thế gian á, là có thể làm cố vấn cho vua an bang tại thế. Chứ có bao giờ vua sử dụng người thế gian đâu? Suy nghĩ đi. Tại sao thời nay mấy ông không hiểu gì? Cái trí tuệ thế gian nó khác, khác hơn trí tuệ xuất thế gian gấp ngàn, gấp vạn, gấp tỷ lần. Khác xa lắm. Giỏi mấy ông lãnh đạo, lấy 10.000 đô, lập lên cái cơ xưởng cả tỷ đô giờ đi. Rồi khi có tiền rồi không có chịu xài, cứ đem ra lo cho cộng đồng đi. Mấy ông làm được không? Ở đây mấy tỷ phú ở đây làm được không? Chiêu Ly Sông Quýt hay là những nhà ở đây Hoàng Kiều làm được không? Dễ dí một đống thì có. Khi có tiền con người nó khác lắm. Có tiền mới biết ai là ai. Còn không có tiền ai cũng hiền hết trơn nghe con. Ông tin nó con đi cưới chồng hay cưới vợ mà nó lúc mà nghèo chúng ta từ cơ hèn đi. Khi chúng ta có tiền rồi chúng ta là kẻ thù nhau, vợ chồng á, cứ nghĩ phần của mình 50 là là muốn tách riêng để cho tự do xài, rồi muốn cho ai cho, còn để chung với người chồng hay để chung với người vợ á, không có cho anh em, không có xài riêng được, làm gì ông cũng nhằn, làm gì bả cũng nhằn. Có người nó có cái đó. Khi không tiền á, thà không tiền hạnh phúc, có tiền rồi không có ai có hạnh phúc. Đó là lý do tại sao mấy ông thứ trưởng bộ trưởng đại gia Việt Nam mà khi làm một đống tiền ngoài đường cái đem về cho vợ nó đi vô mấy cái động của mấy thằng Africa, mà nó có mấy cái động giống như với mấy thằng boy mà đứng đường á, giờ nhiều lắm. Tại lúc đó có tiền thanh tật mấy bà Việt Nam á, mấy bà đại gia, mấy con có thấy cái đó nhiều lắm.
Mạnh anh thì anh đi kiếm chân dài, mạnh em thì em đi kiếm trai đứng đường. Thì cái đồng tiền nó sẽ làm cho người thay đổi như vậy, cái xã hội như vậy. Cuối cùng xã hội chẳng có ra hệ thống gì hết. Rồi những đứa con nó lớn lên nó thấy vậy nó cũng chán, nó bắt chước theo. Chúng ta muốn con cháu mình thành tài, làm người ngoan hiền, lỗi lạc, giúp đời, giúp đạo, giúp quốc gia, giúp tổ quốc, thì chúng ta phải đi một con đường đứng đắn đàng hoàng. Thì con mình nó đi theo cái đường mòn. Có bao giờ thấy con heo mẹ hay con cọp mẹ hay chó mẹ mà nó đi đường này rồi con đi đường này đâu? Nó đi theo chân mẹ nó không. Cho nên chúng ta phải làm gương. Bữa hôm có nhiều người hỏi, giờ tôi muốn con tôi sao nó Mỹ nó, tôi nói nó không nghe lời. Rồi nó lì, nó cứng đầu, nó tối ngày nó trong phòng, đóng cửa phòng. Bây giờ phải làm sao anh Kiệt? Ủa, thì anh phải làm sao đi? Tức là mình phải đi về núi, mình lại tượng Phật. Rồi mình biết anh hùng dân tộc, thì con mình biết anh hùng dân tộc. Còn mình không về núi, mình không lại tượng Phật, thì con mình mãi mãi nó không biết mấy cái này. Mình không có chịu đi tham dự mấy cái buổi lễ phong tục Việt Nam như Tết như bây giờ này, thì con mình mãi mãi nó cũng chẳng có biết cái Trung Thu là gì. Thì mình làm gì con mình nó biết cái đó. Ok, hỏi gì nữa không? Lạnh quá à. Giọt nha. Bữa nay mình nói chuyện không có đề tài, mình chỉ là ngồi đây để cho mọi người chấp dẫn thôi. Thưa sư phụ, cho con hỏi một câu tò mò nha. Mời tò mò đi. Việc này không có gì gọi là bí mật hết. Bật hết rồi. Bật mí hết rồi. Mà nếu sư phụ muốn trả lời thì hay không là tùy sư phụ. Okay, nói đi. Sư phụ đừng có rầy con nha. Lòng vòng quá. Làm sao sư phụ biết được một cái người nào như là gọi là căn cốt đó? Sư phụ dùng cách nào vậy? Câu đó cũng mà đi vòng vòng mất mấy giây của người ta. Hồi nãy giờ mình có nói trong 513 câu có nói phải đi về thiên đình lật sổ của Thái Thượng Lão Quân. Ở đây có nghe năm mười câu. Người thế gian mà nhìn mặt là biết cốt, người đó nó xạo, đóng mò thôi. Còn việc này nói là chính xác 1 triệu trên 1 triệu%. Chỉ có trên trời Thái Thượng Lão Quân không có cuốn sổ. Đi về lật sổ ra đọc thì biết. Ồ, cốt tiên, cốt tiên. Cốt cốt gà, cốt vịt. Hả? Làm cách nào đi về lục sổ được? Mấy nào vậy được hả? Thì con cứ giỡn mặt với Phật trời hoài đi, con về được. Con nói thật mà, con nói làm cách nào để đi được về để làm sổ. Chìm. Tức là con thấy không? Theo sư phụ cả chục năm vẫn chưa tin sư phụ là thiên tử. Mình đã nói phần nữa là mang thân người ăn uống đất nước gió lửa là phân nửa không phải là con người. Cho nên mỗi đứa đệ tử phải nhìn sư phụ chỉ phân nửa để giống mấy con thôi. Phân nửa sư phụ không phải là người. Người chỉ có một cái hồn nằm mơ nằm mộng rồi ú ớ ban đêm. Còn thiên tướng kiệt này á, ngủ á, là đi làm việc khắp vũ trụ á, chiếc thân cả trăm cả ngàn người đi làm việc thì có giống con không? Thì tại sao không lật sổ được chứ? Có con người nào mà có bao nhiêu, có rất là nhiều mấy vị rồng hộ mệnh không? Đi tìm trên thế giới này đi. Bây giờ ông Trump ông có mướn bao nhiêu á, hàng tỷ, hàng chục tỷ cũng chẳng có nữa. Chứ như vậy mà cũng hỏi. Con muốn hỏi mà sư phụ hơi lạc á. Con muốn hỏi là làm cách nào để về mà lật sổ được? Thì đó. Thì giờ đã chiếc thân thì đi về núi Cấm làm vua được, thì đi về trời được. Trời con muốn về thì con làm sao để con về được? Thì con cứ chọc con của ông trời tối ngày đi, con về được. Tại vì thụ về trễ thì cũng buồn lắm, lo con theo, để mà chọc. Chứ trễ không có con thì cũng buồn, ừ. Con theo thụ 2 năm rồi lại chú
tôi hôm nay lấy một câu đáp một câu. Có một đứa trong nhóm mấy đệ tử hỏi sư phụ: nếu sư phụ không có xuất hiện ở thời đại mạt pháp tận thế này, nếu sư phụ không phải là người có lãnh sứ mệnh giống như một đại đội trưởng của Navy SEAL của Thượng Đế nhảy xuống đây để lập đạo để cứu đời, thì chúng con có hiện diện ở quả địa cầu ngày hôm nay không? Sư phụ nói dĩ nhiên là không rồi. Có nhiều đứa nó hỏi câu đó, là mấy con cũng không có ở đây nữa. Tại vì mấy con xuống đây không có sư phụ, mấy con làm việc gì? Chẳng lẽ vũ neo suốt đời hả? Chẳng lẽ đi kiếm chồng đẻ con cho nó, rồi đến lớp con lớn lên rồi nó hách quý mình, cái mình buồn, cái mình vô nhà dưỡng lão mình chạy chết hả? Không có quay tham chỗ đó. Cho nên có nguyên lực xuống thì xuống cùng một lúc vậy. Đó là lý do tại sao gần mười mấy năm trước mẹ nói, khi mà con mua núi, sau này những người hộ pháp của con sẽ gom quy tụ về. Thì mấy con cũng đa số là hộ pháp. Ở ngoài kia 8 tỷ người, nước Việt có 100 triệu người. Có ai mà hiểu sâu, hiểu thì về phần thiên tâm, giới luật hay là kinh điển, cây đuốc thì thù đã trao trên mạng rồi. Nhưng mà hiểu sâu nữa, hiểu luôn cả cái chuyện mà cái dễ rồng bị ngứa mà nó lên nó kể mà nó bị sách bất sân ban cả ngày trời, có ai hiểu? Tại người xa người ta đâu có gần để mà cảm nhận, để mà chứng minh, để mà biết những cái chuyện này nó surreal. Hồi nãy vừa nói chuyện xong kêu mấy tiên tới, thì bắt đầu cả đống đứa mới gọi nhỏ này lên để mà làm chi. Lúc đó mấy vị mới kêu ok rồi, giống như uống ly rượu giảng hòa vậy đó. Mà nó con gái nó uống không được. Con thấy surreal không? Nó là thiệt. Nhưng mà người ở xa soi, những hội thiên ở xa cũng chưa có chứng minh mấy cái đó. Giống vậy nè, bữa sư phụ đứng ca, mấy vị tiên trời xuống đứng đây nghe mà. Có đứa chụp hình thấy đó. Con không tin nha. Tết này sư phụ có ló diện. Chứ thường mà đứng đây ca, mấy vị ngồi đứng đây nghe. Tại chảnh sư phụ xuống đây, mấy vị cũng nhớ sư phụ. Xuống đây ca, mấy vị cũng xuống coi. Khán giả vô hình. Để cho mấy con hiểu được cái ý nghĩa là hôm nay mình có duyên ngồi đây là một cái đại phước. Đứa nào mà biết được thì trân trọng, gán giữ. Có một cái đại gia đình thương nhau. Ở trong này không có vụ lợi đúng không? Bốn của ba, bốn quy tắc của sư phụ dạy. Không có hỏi chuyện cá nhân, không có chuyện quá khứ. Tôi không cần biết là đảng viên hay HO. Đảng viên tôi cũng nhận đệ tử. Mà HO kiểu bắt họ mà chống cộng mà biểu tình cũng nhận đệ tử. Nhưng mà vừa hai thằng ra đường á, nói gì nói mà trước mặt sư phụ không có được nói. Đúng không? Mình cũng có đệ tử HO, cũng đệ tử đảng viên quá trời luôn. Ở đây là vậy á. Rồi vô đây nha, thứ nhất không có chuyện quá khứ, cái quan trọng không mượn tiền nhau nữa không. Thứ ba không giận nhau quá ba ngày nghe. Thứ tư là đó thì ba bốn quy tắc đó, không giận quá ba ngày. Còn có một cái nữa, cửa Thiên Long Sơn lúc nào cũng mở. Đã là họ thiên là họ thiên suốt đời, đã là đệ tử thiên đến kịp là thiên đệ tử suốt đời. Mẹ nói ở phương xa không có gặp con cũng là đệ tử, ở gần thì lại có cái phước lớn hơn. Đó lúc là mấy vị nói như vậy. Và họ thiên á, là trong lúc mà tu tập á, bị thử thách á, thì có đi đâu đi, ok, về sư phụ cũng vẫn vui, vẫn happy. Cũng như những đệ tử lớn ngày xưa, những năm cũ có đi làm đường lạc lối, nhưng mà sau này về sư phụ cũng vẫn quan nghênh, vẫn mừng. Không phải ai cũng làm sai cả đời, có người làm sai ngắn, làm sai 3 tháng, 6 tháng, 3 năm, đại khái. Là vì cái ngã của chúng ta vẫn còn, đâu phải dễ diệt được cái ngã.
Cái ngã là gì? Cái ngã là cái e ngại. Chữ N, chữ G, chữ A, chữ ai. Không, à, cũng là chữ, chữ hai chữ đó ngã. Ngã với ngại là gần giống nhau đó. E ngại, e thẹn, mắc cỡ, tự cao, tự kỷ, ích kỷ đều là ngã. Tất cả đều là do là một chữ. Thì chúng ta xuống đây là học hỏi để thay đổi, chứ không phải là sư phụ nói một cái là qua luôn. Có nhiều đứa đệ tử làm sai, sư phụ nói thẳng để cho mà sửa, để được cái cuối cùng rồi á, là được về trời thôi. Còn cái chuyện khúc giữa mấy con có quậy kiểu nào sư phụ cũng không khe, có chửi sư phụ cũng không khe luôn. Nhưng mà khúc tốt con phải quay về núi, quay về sư phụ để phụ đưa con về. Đã làm thầy trò cũng tốt công, sư phụ dạy dỗ đó, một hơi một lời cũng là cống công, tôi không có làm miễn phí. Cho nên vào cho đứa nào có làm lỗi kiểu nào, sư phụ cũng vẫn open up, cũng vẫn cánh ta mở rộng. Đó là lời nói sư phụ. Và sư phụ cũng mong tất cả các đệ tử đối xử nhau như vậy. Chị em có giận nhau kiểu nào cũng phải hòa đồng. Qua mấy tháng mình lờ quên, ví dụ đứa nào không hợp đứa nào thì lớn. Tôi có ở đây có mấy chục triệu họ thiên mà, ở Mỹ mình có 5-7 nghìn người đúng không? Thì mình không nói chuyện với một người, mình nói chuyện với 4.000-9 người cũng được, đâu có sao. Đó là vậy. Tại vì sao? Khi mà thôi về anh em nó có mấy chục triệu họ thiên, rất là đông. Và thế giới sau này mấy vị nói là sẽ theo họ thiên chúng ta hầu hết luôn, nó đông khủng khiếp. Khi họ hiểu ra được ở ngoài kia những nhà thờ những buổi lễ lớn ở bên Vatican, các đạo Mỹ nó cũng nhiều đạo, đạo Mormon đạo này kia, nhưng mà cuối cùng là cũng là Chúa không đúng không? Rồi lúc nào kinh điển của họ cũng mong Chúa họ tái lâm đúng không? Tại vì Chúa hứa, chẳng lẽ Chúa hứa mà Chúa quỵt? Chúa đâu có làm chuyện đó, Chúa hứa là Chúa sẽ làm. Chỉ có cái chúng sanh không có nhận ra Chúa thôi. À, mà ở đó ngồi trong mỗi cổ đi. Đến khi mà họ biết được rồi đó, Chúa của họ cũng đã đi về chợ anh rồi. Là phải tốn gần 10-20-30 năm sau, rất là muộn. Nhưng mà đời này họ sẽ biết hết. Trên nói. Nhưng mà vì cũng ngại, cũng ngã, cũng chấp tướng, họ cứ nghĩ là Chúa phải là người Do Thái. Con nghĩ cha có cho sư phụ đầu thai thành người Do Thái kỳ này không? Đây cái nước Việt, cái nước Do Thái nó đã lệch với cái bản đồ rồi. Do Thái giết người Hamas cũng là tội. Chúa làm gì mà tái sinh để mà để mất lòng cả thế giới? Tuy là nó làm chuyện đúng á, nó giết một đống người đạo hồi. Con nghĩ chuyện đơn giản thôi mà chúng ta không nhận thức ra về tâm linh á. Thượng đế đâu có cho Chúa trở về Do Thái nữa, nó bị ót làm sao? Thượng đế là thương cả trái đất này cùng là một mà. Ai cũng là con của cha hết á nha. Thằng ác cũng là con, thằng hiền cũng là con á. Chỉ có nước Việt á, Chúa mới trở lại. Là vì nước Việt tuy là độc lập, dùng cái danh nghĩa là tự do độc lập, đuổi Pháp, đuổi Tây, ngàn năm giặc Tàu, trăm năm giặc Pháp, rồi Bắc Nam thống nhất, nhưng mà cuối cùng á, vẫn là không phải độc lập. Độc lập dưới Hán của thằng Trung Cộng. Bây giờ từ thời Bác Lê Dũng, Bác Phạm Đồng mà muốn làm theo ý ổng cũng đâu được, cũng phải làm theo ý Mao Trạch Đông. Rồi thế thời nay Bác Trọng hay Bác Dũng muốn làm theo ý của Bác Trọng, Bác Dũng đâu được, cũng phải làm theo ý của ông Tập. Mình độc lập trong sự nô lệ, cũng giống như con rắn đó, nó nuốt nai tơ. Còn nai tơ thì cứ tung tăng nó cho cái miệng ở ngoài á, mà nuốt từ từ. Cũng may là hôm nay á, có tiếng nói của thiên đình cho nên nó kéo con nai ra khỏi miệng rắn. Không nói nuốt trọng rồi hết nói luôn. Cho nên nước Việt mình từ xưa giờ vẫn chưa bao giờ độc lập. Nên nhớ cái đó.
Ngày xưa thời Đệ Nhất Cộng Hòa, thời vua Bảo Đại, Đệ Nhị Cộng Hòa, thời ông Thiệu, chúng ta chưa bao giờ nghĩ chúng ta có thể bị mất nước. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ chúng ta có thể bị diệt vong. Nhưng mà những năm gần mười mấy năm nay, xém chút bị diệt vong. Nó mua dân đồn Phú Quốc, rồi nó đưa Bùi Hiền lên, ô ô vuông vuông tròn tròn. Nó diệt cái lịch sử Việt Nam cho mấy đứa nhỏ không biết gì. Rồi nó đưa một đống chất hóa học vô. Bây giờ con thấy ăn cái gì á, Việt Nam cũng bị ung thư hết. Là gì? Mưu mô diệt chủng. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ chúng ta bị mất hoàng sa. Người ở miền Trung á, lúc nào cũng có biển rộng phì nhiêu, không bao giờ khổ. Mà hôm nay mình đi đánh cá trên biển mình cũng bị nó đụng tàu. Đâu phải biển của nó đâu, khi nào mình đi qua bên biển của nó, biển của mình thôi mà mình cũng không có tự do, còn bị nó ăn hiếp. Vì có gọi là độc lập không vậy? Rồi nó đưa bao nhiêu chất độc vô, bia, rượu, bỏ vô, rồi đưa đóng chất hóa học vô. Ô, cái làm gì cũng hóa học. Cả trái apple á, màu xanh nó cũng làm màu đỏ. Ăn vô chemical không? Hóa chất không? Còn rau muống, trời nó đổ dầu, đổ nhất, mọc lên tươi lắm. Ăn vô toàn là chất dầu, chất... chất nát gan, nát ruột. Thì ốc bươu vàng hồi xưa miền Tây sư phụ làm gì có chuyện ốc bươu vàng. Trời ơi, nó đẻ khủng khiếp quá trời luôn. Bây giờ diệt không nổi cái ốc bươu vàng, nó ăn hết lúa mình. Thì cũng là do mấy ông lãnh đạo không có ngăn chặn để cho nó đem cái giống nó lai để nó tiêu diệt cái nền kinh tế mình. Còn nó chơi đầu có nội mình, nó chặn mấy cái đập để cho mình đừng có đủ nước cho miền Nam có ruộng lúa thì mình không có làm gì được nha. Nhưng mà mấy ổng lại cho dân nuôi ốc bươu vàng, người gãi ra đồng của mình để tiêu diệt mình. Thằng Trung Cộng nó ác vậy đó. Là mưu mô gì? Tự do à? Mưu mô diệt chủng nước mình đó, không biết không? Bây giờ bên Tây Tạng, người ta không có được học tiếng Tây Tạng nữa đó. Nếu mà cứ tiếp tục 10 năm sau, những cái thế hệ nhỏ lên của người Tây Tạng, tuy là nó mang hình giống dáng người Tây Tạng, nhưng mà nó lại không biết tiếng mẹ đẻ của nó. Mình còn phong tục của mình, mình còn cái niêu, mình còn chữ này, mình còn bài xuân này con không về, tức là chúng ta còn nước Việt. Chúng ta còn Thiên Long Sơn là chúng ta còn nước Việt. Dầu cho bên kia như thế nào, nhưng mà hôm nay Thiên Long Sơn, Thiên Long Giang sẽ tồn, sẽ vĩnh cửu hàng nghìn năm, thì nước Việt cũng vẫn còn. Sau này không có sư phụ, mấy đệ tử cứ việc làm Tết. Người Do Thái hồi xưa cũng vậy, họ sống rải rác khắp năm châu, nhưng mà những ngày lễ của họ, họ cũng tới nhà này nhà kia, họ sống thưa thớt hơn mình. Nhưng mà cuối cùng rồi, tới một ngày một buổi, họ về lập quốc trở lại. Nhưng mà người Do Thái họ có tinh thần, tại vì họ biết là họ không còn một mảnh đất để cắm dùi. Nhưng họ biết, họ tin lời Chúa nghe. Chúa nói, sau khi ta trừng phạt nhà ngươi vì tội nhà ngươi đóng cho ta ba cái đình, nhà ngươi sẽ có quốc gia trở lại. Thì lúc đó những người Do Thái, những cái nhà băng, nó có một cái nhà băng, bất cứ người nào đi làm về, mỗi lần deposit cho nhà băng, thì ok tôi muốn đồng này 10 đô, cho quốc gia Do Thái. Thì cái nhà băng á, lấy chích ra, thí dụ con làm lương được 2.000, thì con nói ok, con muốn bỏ công quỹ cho nước Việt 10 đô. Thì giống như Zalo gì mình vậy đó. Hiện giờ là cái gì đó, Zali hả? Gieo ở đại khái, vô nước Việt. Đó, mà con nghĩ 6 triệu người. Mà nếu mà con có tinh thần dân tộc như người Do Thái, mà con làm như vậy liên tục một năm đi, nước Việt mình mấy đại ca đâu có cần mặc áo vest để đi ăn mại đâu. Có hiểu không? Nhưng mà khổ á, là không có người nào đứng lên nói một cái tiếng nói công bằng để cho dân tộc đoàn kết. Gieo á, bây giờ mỗi lần con đi làm một tháng deposit vô 5.000 đô, con cho nước Việt 10 đô có đáng gì đâu, đúng không? Nhưng mà 6 triệu người ngày nào á,
Mỗi lần ai vô nhà băng thì làm chuyện đó, có nghĩ một năm bao nhiêu cái quỹ đó nó lên. Chúng ta mua bức luôn cái Đài Loan còn được nữa, khủng khiếp lắm á. Thì đó là một cái mỏ mà trong 550 cái mỏ mà bề trên đã lo cho chúng ta, đã sắp xếp cơ trời cho chúng ta trong tương lai để mà sau này dựng nước là vậy đó. Sư phụ giàu thì có thiệt, nhưng mà không phải là tỷ phú kiểu mà muốn xài tiền kiểu nào xài. Tại tiền của cha dù xài cũng phải coi có đúng hay sai, phải không? Không có tiếc tiền nhưng mà đúng hay sai thôi. Không đúng một đồng bạc thì vừa không xài. Nhưng mà nếu sau này tất cả 6 triệu người trên hải ngoại, sư phụ nói giống như kiểu là Thái Thụy vừa mới giải thích. Con nghĩ thử, rồi mình xây lại chừng mấy trăm cái bệnh viện khắp cả các tỉnh thành cho miễn phí nha, bệnh viện miễn phí cho dân nghèo, cho mỗi gia đình mỗi tháng 500 đô hoặc 1000 đô. Mấy gia đình nghèo mà họ làm không ra tiền đó, để cho nước mình không còn có cái sự gọi là nghèo đói nữa, dùng chữ đói. Thì con nghĩ 6 triệu người có chịu làm không? Dư sức họ làm 5 đô, 10 đô với mấy đứa nhầm nhò gì, đúng không? Nhưng mà 6 triệu người đều làm như vậy hết, nó thành ra một cái thói quen, một cái phong tục. Hiện bây giờ nước Việt sư phụ biết phải có trên 20-30% thuộc dạng đó, dạng là không có tiền, không có biết ngày mai là như thế nào. Bởi vì khi mà chiến tranh mà xảy ra Biển Đông một cái, những người đó là những người chết trước. Phần lai đó gọi là những người hy sinh đầu tiên. Tại vì cái hạt gạo của họ không có cái, không có lon nào hết. Họ sống ngày qua ngày. Rồi bây giờ ngày mai chiến tranh nổ ra, họ không có ra đường được. Cái con chuột mà nhốt ở trong hang, mỗi ngày nó đều ra kiếm ăn. Mà hôm nay chiến tranh đầy đường, không có ai mở tiệm, mở sáng, không có gì để mà dự trữ lương thực. Có phải là họ chết đói không? Cho nên lâu nay sư phụ kêu Việt Nam dự trữ để cho bớt chết đói, là cái số lượng mấy chục phần trăm đó đó. Nhất là người miền Trung á, mà trên vùng núi đói thiệt á, chết thiệt á, khổ là giờ là quá thiệt luôn rồi, nghèo là quá thiệt nghèo rồi đó, mà đói chết kìa mới là buồn cười á. Trong khi một cái quốc gia sản xuất gạo năm mù của anh ở Á Châu, đất rộng phì nhiêu mà để cho dân chết đói, nhiều chuyện vô lý. Nước Việt sau này chỉ cần không tham nhũng, cả quốc gia trong vòng 3 năm sẽ giàu. Là vì họ cần chúng ta, họ cần những cái bàn tay thông minh nhỏ bé để làm những cái AI, những cái gì mà. Ok, mấy đứa nhỏ ồn ào quá, thôi phụ ngưng nói chuyện bữa nay nha, để cho mấy đứa nhỏ bàn luận. Hỏi gì nữa không? Không, mình nhường cho mấy đứa nhỏ nó chơi, mà để cho nó bàn luận chuyện của nó. Ai hỏi gì? Giữa bầu trời cũng vui hả? Ok nha, hỏi gì nữa không? Cúp máy nha. Ok rồi, xin tạm biệt bữa nay. Hẹn kỳ sau.